年初一忘记过去错失，年年有今日个酸颂，整多个失一到初二，祝你可以万事如意，日日如是，搵多啲搵多啲 ，say sorry， 赤口都唔使斗气，你就我就你又就嚟坐四，所有贵人 call 你冲六七，以后每一个节日祝你假期当六日。句句噱头又清心，提升你运气，福气就近。拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神。个个笑容又够真，纯真嘅面相一笑合衬。老友过年大变身，有我陪你发奋。恭祝你在这新春爱可相传，让世间充满无限美。心碎全个温暖。姑娘雅燕，hai người đã bị tình nghi là trốn thuế, chúng tôi phải bắt hai người. Cô khanh nói vậy tức là muốn chia gia tài rồi. Có thể không đó, được sao? Chia gia tài không? Cái gì? Đâu chia gia tài? Không được, không thể chia. Em phải giúp cho chị chống đỡ gia đình. Thị trưởng mà chúng ta tôn kính đã tỉnh lại. Còn một tin xấu nữa, tòa án tuyên bố phải phán quyết vụ này sớm hơn. Tên hộ Uông kia giống đó cát tâm từ trước, nhưng lúc thị trưởng gặp chuyện nên muốn đối phó đường gia của chúng ta. Lần này hắn còn không mau đuổi cùng giết tận. Vậy phải tính sao đi chị? Tên hộ Uông nó ghét chuyện như vậy, liệu chị có sao không? Ngồi vài năm tù khó mà tránh khỏi. Không được, mấy ba quỷ này ở một tháng cũng không chịu nổi rồi. Ngồi tù không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng trước mắt là hãng Hiệp Hòa. Danh tiếng coi như bị hủy hoại, không ai muốn hợp tác làm ăn với hãng nữa. Không ai đến ủng hộ chúng ta. Mấy cửa hiệu của chúng ta hết căn này tới căn khác sẽ dẹp tiệm. Nhân viên của chúng ta toàn bộ sẽ thất nghiệp hết. Không biết sẽ có bao nhiêu gia đình vì vậy mà tan nát. Không đâu chị, chị sẽ không có sao đâu. Em sẽ giúp chị chống đỡ cho đến khi nào chị ra mới thôi. Vô ích thôi. Sau khi chị ra ngoài, cây đổ lá rơi rụng, cơ nghiệp ba đời của đường gia chúng ta vì vậy mà tiêu tan. Không đâu, đường gia sẽ tránh được. Đường gia sẽ không có tiêu tan đâu. Rùa ơi rùa, có phải tao vô dụng lắm không? Cô công chúa đã bị người ta giam giữ, ta lại không có cách cứu cổ, không bày đặt làm hoàng tử cái gì nữa. Tao nghe người ta nói, làm nhiều việc tốt, trong lòng có từ bi thì sẽ có trời phù hộ. Chuyện trước mắt ta có thể làm chính là thay Nhã Viên làm nhiều việc tốt, hy vọng thiện có thiện báo, giúp cho Nhã Viên lần này có thể bình an trở về. Wow, chẳng trách gì tép con dễ thi vậy mình cũng không thích. Thì ra chàng hoàng tử sùa này yêu thầm công chúa Nhã Viên. Sao lại biết mà tới đây? Nghe lén người ta kể lễ, mất lịch sự. Một sự trùng hợp, tôi về Vĩnh Xương Thịnh ghé ngang nhìn thấy anh, lại hết sức tình cờ, tôi âm thầm bước tới nên mới đúng lúc nghe được thôi. Cũng phải, cùng sống chung một mái nhà, anh với cô hai đường gia chơi từ nhỏ tới lớn, thanh mai trúc mã, khó trách lâu ngày nảy sinh tình cảm. Tôi biết chắc cô ấy nhìn anh với cặp mắt khác. Bản thân của anh cũng biết mình không có cửa nên không có dám thổ lộ, mắc công phải lo chuyện này. Tới chừng đó để cô ấy biết được bản thân ảo tưởng dở tan, tôi hiểu mà. Tôi đương nhiên biết Nhã Viên sẽ không để mắt tới tôi, cho nên tôi cũng dự tính là đem bí mật này cất giấu trong lòng cả đời. Nhưng mà ai ngờ trong một dịp phút chốc ngẫu nhiên lại để Nhã Viên phát hiện ra bí mật tôi yêu thầm cổ. Thì là gây go. Ban đầu tôi cho rằng cổ sẽ chửi tôi một trận hoặc tránh mặt tôi, nhưng không ngờ cổ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Wow, vậy càng tệ hơn, khác nào của anh là tàn hình. Cho nên lúc đó tôi rất khó chịu. Ừ, nhưng về sau tôi đã nghĩ thông. Nè, ví dụ tôi một lòng yêu thích cổ, nhưng ít ra có thể cùng cổ ở dưới một mái nhà, ngày nào cũng được gặp mặt. Wow, Hòa thiếu gia, anh đúng là si tình thiệt ha. Nhưng có điều hiện giờ không như hồi trước nữa. Cô hai có cặp mắt khinh người đó, qua tuổi thanh xuân cũng không lấy được chồng. Nói không chừng tùy lúc đó có thể được cô ấy để ý. Anh đừng đem cổ ra nói chơi.
Được. Tóm lại hạnh phúc của Nhã Viên chính là hạnh phúc của tôi. Mỗi ngày tôi nhìn thấy cổ vui vẻ thì tôi đã mãn nguyện. Bây giờ Đường gia chúng tôi rất rối ren. Nhã Viên vẫn đang bị giam ở phòng an ninh, chưa được thả. Mọi người đã thấy phiền, cho nên anh đừng bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, sẽ càng thêm phiền phức. Anh yên tâm. Nói chung là chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, với là chú rùa này nữa. À phải, anh nắm chú rùa tới đây làm gì? Cầu phước hả? Phóng sanh tích phước. Tôi hy vọng khi phóng sanh chú rùa này giúp cho Nhã Viên thoát được kiếp nạn. Vậy thì làm ngay đi. Nè. Rùa ơi rùa, mày nhất định phải phù hộ cho Nhã Viên bình an vô sự. Rùa rùa, đi xa chừng nào tốt chừng ấy, đừng có ngoảnh lại nhìn nha. Rùa ơi rùa, mày đi đi, đừng có theo tao nữa. Đi đi, con đường tốt phía trước đang chờ. Nếu làm gì mày cũng không chịu đi, thôi được, sau này chúng ta có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Quả nhiên thú cưng có nghĩa khí. Tô Phi này nhận mày làm anh em. Xin chào em rùa. Bị cáo Đường Nhã Viên, 28 tuổi, nguyên quán Nam Hải, đồng sự trưởng của hãng Hiệp Hòa, căn cứ theo Cục Thuế vụ Quảng Châu, tổng cộng số tiền trốn thuế là 370.000. Bây giờ bổn tòa tuyên bố bị cáo đã phạm vào điều lệ thuế thứ 137 của quốc gia, chứng cứ đầy đủ, tội danh thành lập, lập tức bắt giam, chờ đợi phán quyết. Chị ơi, chị Mỹ Linh, thị trưởng hôm nay thế nào? Cũng vậy thôi, lúc tỉnh lúc mơ. Tỉnh rồi. Thị trưởng, ông thấy sao? Có đỡ hơn chưa? Tôi thay mặt quân đội và thuộc hạ của tòa thị chính hỏi thăm ông. Thế kiệt. Tôi không phải Thế Kiệt, tôi là Uông Chấn Bàn. Thế kiệt. Chị Mỹ Linh, ai là Thế Kiệt? Chú còn đứa con trai út tên là Thế Kiệt. Chú muốn gặp Thế Kiệt. Chú muốn gặp Thế Kiệt. Bác sĩ. Anh Hải. Mau kêu bác sĩ. Anh Hải. Anh Hải à. Bác sĩ, trong lúc thị trưởng tỉnh táo, thần trí của ổng thế nào? Có biết mình đang nói gì không? Người bệnh đã bị hôn mê lâu như vậy, theo lẽ mà nói, khi tỉnh lại sẽ cần một khoảng thời gian thì tư tưởng mới từ từ bình phục lại. Có nghĩa là lúc nãy những gì thị trưởng nói chưa chắc là thật? Cũng không thể nói vậy, tình trạng của mỗi người đều khác nhau. Trái lại, phải từ những lời mà ổng nói mới phán đoán được tình trạng tinh thần. Chúng tôi là anh em mấy chục năm, tôi rất hiểu rõ ảnh, nhất định sẽ không nói chuyện giả dối. Nếu đã nói vậy, chắc chắn đó là sự thật. Nhưng cả chị cũng không biết ổng có đứa con trai út. Có khi nào ổng nhớ con quá độ, tự mình ảo tưởng? Năm xưa khi ảnh ở trong quân đội, thời thế loạn lạc, tôi lại còn rất trẻ, ảnh lo tôi sẽ gặp nguy hiểm nên gửi tôi qua ở nhờ nhà bà con tại Ninh Ba được vài năm. Thế Kiệt chắc là ra đời vào thời điểm đó. Nếu đúng là vậy thì từ lâu đã đón về, sao phải đợi tới bây giờ? Đã bấy nhiêu năm không nghe nhắc tới. Anh Hai nhìn xa trông rộng, người tầm thường như chúng ta sao thấu hiểu được tư tưởng đó. Tóm lại giờ anh đã tỉnh lại, lời nói của anh chính là mệnh lệnh. Hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của hội quý viên cộng quản mấy cậu là giúp ảnh tìm lại con trai út về đây, nó tên là Thế Kiệt. Theo lời của chị Mỹ Linh, con trai út Uông Thế Kiệt của thị trưởng chắc ra đời khoảng thời gian năm 1895 tới năm 1900. Cho nên chúng ta phải tập trung tìm kiếm những chàng trai độ tuổi 30. Khi tìm được bối cảnh sơ bộ giống nhau, tiếp theo xét nghiệm nhóm máu của họ
và tìm hiểu quá trình trưởng thành của người này. Tin tức của cả tuần nay không phải Đường Gia của chúng ta trốn thuế thì là chị Hai nghe thẩm. Cuối cùng thì trang đầu của báo Trung ương hôm nay đã có tin mới để xem. Thị trưởng tìm người thân, đúng là dớ dẫn. Cốt nhục phân ly thật sự rất thảm. Nếu mỗi một người dân Quảng Châu đều bỏ một phần sức, và nó không chỉ có thể giúp thị trưởng tìm lại được con trai. Người ta là đại quân phiệt, đương nhiên sẽ đầy rẫy con trai rồi. Nếu muốn giúp người khác chỉ bằng giúp chính mình. Anh coi cả nhà chúng ta ngồi hết ở đây để làm gì? Nói khó nghe là đang chờ thời. Thím Tường. Hả? Nhã Văn đâu? Sáng sớm cô bà đã tới hãng Hiệp Hòa. Cô bà hy vọng nhanh chóng quen với công việc để sắp tới có thể giúp được cô đó, hai. Thấy chưa? Nhã Viên có chuyện gì không làm lại cúng ông táo vào đêm giao thừa. Công việc làm ăn của Đường gia chúng ta đã bị chính phủ tạm ngưng rồi, không được mở cửa. Khi nào có mối làm ăn cũng không biết nữa. Chào buổi sáng bà cô hai. Bà muốn ăn món gì? Mất tích rồi, sao khi không lại mất tích được chứ? Cô hai, chuyện gì? Anh bảo mất tích rồi, sao khi không một người lại mất tích được chứ? Vậy có cần báo cho phòng an ninh không? Con yên tâm, anh bảo mất tích không cần báo cảnh sát đâu. Xem ra anh bảo chắc là tốn không ít nước miếng để gạt tiền cô hai. Cô đừng trách con nhiều chuyện nha. Nhất định anh nói với cô là cô xinh đẹp như tiên, rất có tiềm năng diễn kịch, còn giúp cô tổ chức đoàn kịch để đóng phim nữa đúng không? Người đóng kịch bạc tình, vậy mà cũng để hắn gạt được, vậy mà cũng tin à? Trước đây Đường gia có tiền có thế, chắc là hắn bám theo chị hết lời nịnh nọt. Bây giờ chúng ta đã gặp nạn, người ta không cắm đầu bỏ chạy à? Chuyện mà cô hai bị lường gạt là chắc rồi, nhưng không biết cô có bị hắn loại người đó chỉ có lường gạt. Cô à, hay là chúng ta báo cảnh sát? Con im giùm cái đi. Chuyện của cô chừng nào mới tới lượt con quản? Cậu ba à? Ngoài cửa có hai người tới tìm cậu. Một người tên Trần Quý, một người còn lại là Mã Thành. Vậy à? Được. Hãy nhớ, đừng nói là có gặp tôi nha. Nhất định, nhất định đừng nói là có gặp tôi. Nó dở trò gì? Đường Thiệu Nghiệp sức khỏe dồi dào, cung hỷ phát tài, nhớ trả nợ đó nha. Nè, các người la lối cái gì? Nó thiếu các người bao nhiêu tiền? À, không có nhiều lắm, 35.000 thôi, tiền nợ cờ bạc. Nhiều vậy hả? Ai mà chơi lớn như vậy, có nhớ lầm không? Ê, đưa đây. Đường Thiệu Nghiệp đã chính tay ký vào cái tờ giấy nợ này, xem đi. Kêu hắn ra đây, không thừa nhận cũng được. Một là để lại cái tay, hai là để lại cái chân. Ê! Nè, con kia, mấy người bây phá, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Nè, lại muốn lên trang bìa nữa. Hả? Vẫn chưa đủ mất mặt sao? Nè, bình tĩnh lại để coi sao. Nè hai anh, không cần nóng nảy quá. Hai anh cần tiền, hiện tôi có vài trăm. Mày là ai? Tôi là Tống Lễ Hòa. Thì ra mày họ Tống. Tao tôi tính sổ với họ được. Thì đó, người ngoài thì đừng có xen vô. Báo cảnh sát đi, nhìn lên, nhìn lên. Nhiều chuyện hả mày? Nhiều chuyện hả mày? Nhiều chuyện. Chụp chết nè. Nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Bao lên. Nhiều chuyện. Đừng đánh, đừng đánh. Chết cho mày, cái thằng nhiều chuyện. Dừng tay. Lập tức dừng tay. Giờ không phải chúng tôi không có tiền để trả, chỉ là tạm thời bị tòa thị chính đóng băng. Sắp đến lúc em xui rồi. Đừng nói là vài chục ngàn, số tiền có lớn hơn cũng không sao. Tức là sao? Tính câu giờ hả? Lệnh đóng băng của tòa thị chính sắp hết hạn. Hai anh cứ để ý đọc báo rồi tới đây nhận tiền. Đường gia lớn như vậy, hai anh sợ chúng tôi sẽ bốc hơi. Cùng lắm lúc đó bù thêm cho hai anh tiền cà phê, được chứ? Được. Tôi tạm tin cô. Tiền đâu? Mẹ nói có tiền mà. Ông nói lại với Đường Thiếu Nghiệp, đừng nghĩ tới chuyện dở trò. Nếu muốn bỏ trốn hả, nó trốn ở ngõ ngách nào tụi này cũng sẽ tìm ra. Ê Thành, đủ rồi mày. Nhớ trả tiền đó, bằng không không cứu được nó đâu. Cái đồ điên. Người nên có mặt thì không có thấy đâu, người không đâu thì tìm đến tận nhà. Người ở phương nào? Ôi trời. Hay à? Bảo bảo. Em đúng là không thua kém gì so với đàn ông. Có biết lúc nãy em tống cổ hai cái tên đó, thiệt là oai phong à. Thiệu Nghiệp là con trai anh mà,
Má nhỏ như em không ra mặt sao coi được? Phải. Có điều bây giờ cả nhà chúng ta đã loạn lên hết. Anh muốn về Phật Sơn tránh một thời gian, không thấy là không có chuyện. Không được. Tại sao? Bây giờ quân đội đang chống đối với mình, còn có nhiều trinh thám đang theo dõi. Nhã Viên chưa về, mình bị diệt môn bất cứ lúc nào, muốn thoát cũng khó. Wow, xem ra khi thị trưởng còn trẻ có khá nhiều điểm giống con đó nha. Hai người đó xem có khi nào là con không? Phải cái đầu của con. Nếu con là con trai út của thị trưởng, vậy tức là nó má giang díu với ổng rồi. Nguyên cặp sừng lớn vậy cắm vào đầu của ba con hả? Con thiệt là gì cũng nói được. Anh hai, vậy anh mau đi nhận ba đi. Tất cả anh em Vĩnh Sương Thịnh đang chờ anh tương cứu đó. Phải cái đầu của con. Nè, tôi nói cho các người nghe, cái hạng người cha này cũng không có gì tốt. Tại sao? Đương nhiên rồi, về già mới nhận lại con mình. Chắc là sợ mình không thể sống thọ, cho nên bằng một cách tìm lại đứa con để lo hậu sự cho ông. Thôi dẹp đi. Thiệt đó, tình đó. Nếu là tôi cũng không thể đánh nhận đâu. Đây là bàn của chủ tịch, thường thì dành cho chủ tịch công hội Long Thiếu Gia. Thiệt là tào lao. Bàn này thì ai tới trước ngồi trước. Thì đó. Ý, trên bàn có khắc tên của mấy người sao? Bởi vậy kêu anh ngồi bàn kia đi. Nè, anh Long, xin lỗi nha. Người mới tới không có biết chuyện. Để tôi sắp xếp cho anh lập tức có bàn liền. Nè, cậu Phi à, cái bàn này đúng là anh Long thường hay ngồi. Làm phiền các vị, coi như giúp tôi nha. Đổi qua cái bàn khác, đừng có khiến cho tôi khó xử hả? Nghe rõ chưa? Tránh ra giùm. Nè trưởng quỹ, tôi nể mặt của ông thôi. Bà chủ à, chúng ta đi, đi mau. Nè, mau dọn cái bàn cho anh Phi. Nhanh lên. Mời. Đúng là cái thứ. Cảm ơn. Anh Long à, vậy? Xin mời. Má ơi. Mời Long. Nè, rót trà cho anh Long. Mau lên. Anh Long. Cái hạng người này hả, nhìn thấy là chướng mắt rồi. Đi khắp nơi làm tiền người khác bay nhiêu trò, làm cho Quảng Châu bây giờ nó loạn hết. Nè, hạng người này sẽ làm ô uế bàn hộ của chúng ta. Nói nhỏ một chút, có phải má muốn bị đánh hay không? Vậy chứ. Ê, bà chủ nó có lý à. Còn đổ dầu vô lửa. Đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, đê tiện, cặn bã trong xã hội, kẻ xấu. Đừng có ồn nữa. Đang ngủ nhắc, làm sao uống? Ừ, dạ có liền anh Long. Đây, nóng hổi. Đâu phải nói má đâu. Nè. Ăn bánh bao đi, má hót giống như là sáo. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Má anh nói bà anh không chịu trách nhiệm, bỏ rơi hai má con. Dạ phải. Ba mươi lăm tuổi. Dạ phải. 20 năm trước. Chị Mỹ Linh, hai người này đều 33 tuổi, đều trạc tuổi với lại Thế Kiệt. Sau cùng, nhóm máu của thị trưởng rất là hiếm gặp, và kết quả xét nghiệm của họ là tương đồng. Anh hai, anh có biết anh ngủ là ngủ hết mấy ngày không? Vì sao? Anh à, em cũng biết trong lòng anh đang lo con trai út là Thế Kiệt. Em đã giúp anh đăng nhiều mẫu tin tìm kiếm Thế Kiệt trên khắp các trang báo của cả Quảng Châu này. Chúng tôi đã phái hết quân đội và nhân viên phòng an ninh tới những cô nhi viện ở các khu thăm dò tung tích của Thế Kiệt. Chúng tôi thông qua tuyển chọn và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, cuối cùng đã để chúng tôi tìm được hai người. Cho dù là tuổi tác, nhóm máu và bối cảnh đều có khả năng là Thế Kiệt. Phải đó anh coi, người này là Hạ Đạt Luân, đang làm cảnh sát. Ảnh từng phá nhiều vụ án lớn, cũng oai phong thần võ như anh. Nè, còn người này tên Trường Nhất Minh, là một nhà báo. Anh coi khi anh đội nón, mặt mũi 70%, nhìn giống Doãn Kiệt. Coi hai người này có phải Thế Kiệt không? Hoàng đường, tôi kêu mấy người bày trò hồi nào? Trước giờ tôi đều biết Thế Kiệt đang ở đâu. Thị trưởng biết ảnh đang ở đâu à? Anh à, sao xưa nay chưa từng nghe anh nhắc tới vậy? Chuyện mấy chục năm trước, khoảng thời gian này anh chưa từng để mắt tới nó.
là anh mắc nợ Thế Kiệt. Nè, uống miếng trà đi. Từ từ. Anh thấy sao rồi? Khi anh còn đang đánh giặc, thời thế hỗn loạn, sau khi anh gửi em tới chỗ Ninh Ba thì em Kiều đã có thai. Tôi đã phái người trở về quê tìm lại phó đội trưởng năm xưa. Thông qua một lời khẳng định, Thế Kiệt đúng là đã được gửi đến một hộ gia đình mà thị trưởng từng nói. Và anh đã trưởng thành trong cái gia đình đó. Chúng tôi có tới nhà thương đi kiểm tra phần báo cáo, chứng thực cho dù nhóm máu hay là tuổi tác đều trùng hợp hết. Vậy hiện giờ Thế Kiệt sao rồi? Có phải cũng giống như thời còn bé, ngờ ngờ ngáo ngáo? Tôi đã gặp qua ảnh. Tuy con người ngay thẳng, có chút đơn thuần, nhưng không ngờ ngáo như thị trưởng đã nói qua. Tôi cũng hỏi qua những nhân công lâu năm, nghe nói khi Thế Kiệt còn nhỏ, quả thật là hơi khép mình, sau vài năm mới biết nói chuyện, nhưng mãi cho tới lớn thì cải thiện được rất nhiều. À còn nữa, anh ta rất là thích coi phim. Nghe nói như vậy, nghĩa là bây giờ đã bình thường. À, vậy tốt quá. Bộ trưởng Uông, lập tức đi đón Thế Kiệt trở về. Anh hai mà thấy nó, nhất định sẽ rất vui. Dạ biết. Đứng lại. Con có hẹn gặp với đám bạn, sắp dễ giờ rồi. Đám bạn? Không phải bạn cờ bạc đó chứ. Cô, cô đó, cô có tư cách gì mà quản tôi? Con nha, con đó, thiếu nợ ngập đầu chứ biết thân biết phận. Mắc công sắp tới người ta đem ngón tay ngón chân của con tới đây đòi ba trả nợ, ba không biết có nên đưa hay không nữa. Con bắt ba trả nợ giùm hồi nào? Con hỏi ba trả nợ giùm con khi nào hả? Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Ở bên ngoài cả đám người đang xông vào đây. Sao lại như vậy? Chắc chắn là đúng rồi, thiếu nợ không trả, bây giờ người ta tới bắt con ngồi tù. Vậy vậy thì không giống. Ở bên ngoài có cả trăm người lính lận, còn đích thân bộ trưởng Uông dẫn đầu nữa. Ê, nhất định là có chuyện gì thôi. Có phải vì chuyện của Hãn Nghiệp Hòa tới niêm phong nhà của chúng ta không? Có thể. Không thể nào. Không được rồi, mau thu dọn đồ đạc trốn khỏi đây. Nhanh lên. Kịp mới được, tới tận nhà ba, rồi. Ba. Họ tới rồi, họ vào rồi. Bộ trưởng Uông xin chào. Có gì từ từ nói hả? Không cần phải niêm phong nhà chứ. Đúng vậy, chúng tôi chỉ đóng thiếu thuế thôi, không phải cố tình che giấu đâu. Cậu biết mấy chuyện làm ăn rồi, đôi khi quản tính thuế phải lên sổ tốt một chút. Phải, chúng tôi đóng thiếu thôi mà, cùng lắm chúng tôi đóng một gấp đôi là được rồi. Cần điều kiện gì cứ nói hả, không cần phải niêm phong nhà. Im miệng đi. Tống Lễ Hòa đâu? Không phải tới bắt chúng tôi hả? Liên quan tới Lễ Hòa là đang kiếm nó. Mắt nó là đúng rồi, ngài tường nó hay nói lung tung giống một đống cỏ cô, nói được là nói đúng. Nè 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 nè, hôm nay khỏi phải ăn khoai lang nữa. Cái gì? Khỏi khoai lang nữa hả? Chờ đã gì khoai lang nữa. Chủ bị cái gì? Là khoai môn. Khoai môn. Bà chủ à, rõ ràng là trong lu vẫn còn gạo mà, tại sao không cho chúng tôi nấu luôn một bữa? Thì đúng rồi. Không ăn cơm được mà làm gì? Bà chủ, tôi đâu có ăn cơm được. Sao vậy? Không biết dù Đường Gia phải kéo dài tới bao giờ, ngày nào họ không có mở tiệm thì ngày đó chúng ta phải bỏ tiền dưỡng, đương nhiên phải tiết kiệm gạo. Ừ, tôi biết mọi người đã cực khổ, ráng chịu thêm một chút. Ăn cơm. Ăn cơm đi. Biết làm sao được. Ăn chờ ai quá. Hòa thiếu gia. Hòa thiếu gia, có phải vụ kiện nào có tiến triển gì? Có phải Đường Gia bỏ lệnh cấm nè? Có phải kho hàng Đại Lợi được mở cửa làm lại không? Không phải. Hôm nay tôi tới vì không biết vụ kiện phải lo cho tới bao giờ. Trong nhà rối quá nên tôi đem con rùa này tới, giao cho anh nuôi giùm. Hòa thiếu gia, ngay cả cơm chúng tôi cũng không được ăn, sao nuôi nổi con rùa của anh? Yeah. Hòa thiếu gia, lát nữa tôi thấy đói mà con rùa của anh thì mất tiêu, anh đừng có trách tôi nha. Nói giỡn thôi Hòa thiếu gia, cứ việc giao nó cho tôi, anh yên tâm tôi chăm sóc nó thiệt tốt mà. Cảm ơn. Không có gì, đệ sắp xếp chỗ nuôi. Dạ. Cảm ơn. Hòa thiếu gia, số cuộc vụ kiện này phải kéo dài tới bao giờ? Hiện giờ những người ở trong tòa thị chánh đều đang giúp thị trưởng tìm con trai, còn vụ kiện phải dời lại sau, cũng không biết tới khi nào mới phán quyết. Phi à,
Chuyện gì? Anh Long, ba người đứng đầu đã xách theo vũ khí, dẫn cả đám người đang chờ ở bên ngoài. Ra ngoài có thử. Ra đây. Anh Long, chú Hòa, anh Cửu, chuyện gì mà hùng hổ quá vậy? Chuyện gì? Tính sổ với mày. Lần này tới đây là dạy khôn cho các người, cho các người biết cái gì là quả từ miệng. Mai mốt không dám nói bậy nói bạ nữa. Tại sao? Sao nhiều chuyện quá vậy? Không hiểu à? Vĩnh Sương Tịnh các người ra ngoài rêu rao khắp nơi, nói vụ bạo loạn là do ban hội chúng tôi nhận tiền để bày trò, nói xấu chúng tôi, có đúng hay không mày? Bây giờ phòng an ninh đang truy cứu là do nhóm người nào làm loạn ở tại Quảng Châu, bạo hại đám anh em chúng tôi gặp phiền phức. Chúng ta ra ngoài kiếm sống, quang minh chính đại. Nếu tôi thấy mấy người trước mắt, sẽ giáp mặt nói trực tiếp. Ở sau lưng giở mấy cái trò tiểu xảo, những chuyện xấu này nếu như có đồn cũng không có ai thèm tin. Anh dám nói là anh không có làm gì sao? Chú không tin, tôi có thể thề với trời. Không thể thề được đâu. Đột nhiên má nhớ ra, ở tiệm trà và trong chợ, má từng kể chuyện này với thím Tám với lại bà Sáu, nhưng họ đã hứa với má sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bà chủ mà. Cái gì? Nè cậu Phi, tôi cũng có. Bữa trước hình như tôi có nói dài đó, nhưng tôi đã kêu họ đừng có tiết lộ rồi. Ai ngờ họ lại không kính miệng. Gì? Chú Chiêu à, sao nhiều chuyện quá vậy? Nè nè nè, tại Lê Vi Long với Phương đẹp gái hỏi nên em mới nói ra thôi. Em có biểu họ đừng có tiết lộ mà. Ê, tức là bây giờ hết chối có đúng không? Vậy mà cũng nghe được à? Mày tưởng anh Long này bị điếc hả? Nè, ai cũng ra ngoài để kiếm sống, bây giờ giải quyết sao? Giải quyết sao cũng được, những gì họ nói đều là sự thật. Đúng là các người đã nhận tiền, cầm đầu việc náo loạn. Ê, đừng có nói xuông miệng. Là tôi tiệm trà anh Ký bắt gặp ba người đã phát thù lao cho đàn em, tôi không hề đổ quan cho ba người. Nói gì nói gì sao vậy? Nói gì giờ? Chịu nhận chứ gì? Hôm nay tôi dẫn anh em tới địa bàn này, một là mày tốn mấy ngàn tiền trà cho mấy anh em vui vẻ ăn uống, nếu không thì đừng có nói nhảm nữa. Đấm! Đánh! Bình tĩnh chút, đừng quá kích động ha. Anh Long hòa khí sinh tài mà. Nè, nhớ thời mà anh còn đang mặc tả đó. Bà lại nữa. Hay, nhìn thấy anh bây giờ cao to hoài dũng. Nè, chúng ta quen biết đã lâu rồi, không lý nào chuyện nhỏ xíu vậy mà đòi tính toán so đo. Hey, thôi được, thanh miệng rộng tôi không tính với bà. Có điều không biết anh Cửu và chú Hoa họ nghĩ thế nào. Không lẽ bà cũng thấy họ tự nhỏ hả? Đập tụi nó. Các người đừng có đánh. Ủa gì? Các người đánh như vậy làm sao mà đánh? Không dám đánh thì đền tiền. Đền tiền cho chúng tôi. Cái gì? Cái gì? Mọi người đều là dân lao động, cùng dựa vào sức lực để kiếm sống. Tránh đụng tới hòa khí, lỡ bị thương sẽ không có hay lắm. Không liên quan tới anh. Nếu thích giảng đạo thì nhà thờ ở bên kia. Anh mà còn xen vào, tôi đập anh trước. Cút đi. Các huynh đệ, đánh. Ghê quá. Thank you.
bỏ vũ khí xuống. Ai trái lệnh giết không tha. Bộ trưởng Uông, có chuyện gì? Có cần sầm sộ như vậy hay không? Dẫn theo cả một đoàn quân. Chúng tôi chỉ là họp mặt đám anh em, cùng bàn chuyện tâm sự thôi. Không lẽ vụ kiện hãn hiệp hòa phải bắt luôn cả tôi? Không biết tôi đã phạm tội gì? Dạ không có anh Tống, nên gọi là anh Uông mới đúng. Hả? Nè anh Uông, vụ gì đây? Vì việc này quá đột nhiên, có lẽ trong phút chốc anh Uông chưa tin được. Nhưng đây tuyệt đối là sự thật. Anh là con trai út của thầy trưởng. Tôi? Hả? Phải, anh là con trai út của thầy trưởng. Tên khai sinh là Uông Thế Kiệt. Cậu là con trai út của thị trưởng? Không phải đó chứ, bộ tưởng là đang đóng phim mà. Phải, những gì anh vừa nói sao giống bộ phim đạo diễn người Nepal trước đó tôi xem, câu chuyện tìm kiếm người cha. Nhưng mà khi tới đoạn cuối của bộ phim thì lại nhận làm con trai. Có khi nào mấy anh cũng giống vậy không? Chúng tôi không có lầm lẫn, để điều tra rõ ràng. Wow, con trai của thị trưởng, quả nhiên là có giá hả? Chạy đi. Vị thứ gia, mời tới nhà thương để thăm thị trưởng. Dọc đường chị Mỹ Linh sẽ nói rõ hơn cho anh biết. Anh em tốt, thấy anh có ngày hôm nay tôi cũng mừng giùm cho anh. Anh nói từ coi tôi là người nhà, tôi cũng coi anh như là người nhà. Một ngày làm anh em, cả đời cũng sẽ vậy. Sau này chúng ta sẽ có phước cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Có đúng hay không? Đúng, đương nhiên rồi. Nói rất hay, không uổng công của tôi trước đó đã nhận anh làm anh em tốt. Nhị thiếu gia, mời. Từ từ đi, không tiễn. Tạm biệt. Tạm biệt. Chồng nha. Nhị thiếu gia. Chào quà thiếu gia. Tạm biệt. Thế Kiệt, cô là cô hai của con. Nhìn mặt con đúng là rất giống anh hai. Cô có khi nào lầm lẫn hay không? Tôi không quen biết thị trưởng và chưa từng gặp ổng. Tôi chỉ thấy qua báo chí, chúng tôi không có điểm nào giống nhau. Với lại ba tôi mang họ Tống. Anh hài giấu thân phận của con, làm như vậy là có nỗi khổ. Năm đó chị dâu cùng với anh hài đi khắp nơi đánh mãn thành, trong khi chị đang mang thai con. Anh hài còn dự tính thai đó là con gái, vì Kim Điếu Thống nói với ảnh trong đời ảnh ắt có con trai. Nhưng anh hài đã có đứa con trai lớn là Doãn Kiệt. Năm đó Doãn Kiệt đã lên 5 tuổi. Em gái, em có đứa anh trai giỏi như gì, sau này nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Cứ đúng không con? Dạ phải. Sắp được rồi, tráng lên. Ây da, lão già, chúc mừng nha lão già, là con trai đó. Thiệt là kháo khỉnh ghê, đẹp trai quá. Ai ngờ sau khi con chào đời, không ngờ lại là con trai. Anh hai còn cho rằng lần này Kim Điếu Thống đoán không chuẩn. Nhưng cũng không sao, con trai có thể kế thừa sự nghiệp của ảnh. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Có điều, từ khi con được sinh ra thường hay khóc. Từ sáng đến tối, ngay cả anh hai bồng con mà con vẫn khóc. Ban đầu ảnh tưởng con vẫn còn nhỏ, chưa quen được bồng. Ai ngờ khi càng lớn càng không ổn. 2 tuổi rồi vẫn chưa nói được, lại chưa biết đi. Ba, con chúc ba phước như đông hải, thọ tí năm sơn. Ngoan. Gọi ba đi con, chúng ta cùng chúc ba con sống thọ 100 tuổi. Cùng nhau chúc nè. Ngoan đi. Đúng là vô dụng, 2 tuổi chưa có biết đi. Nó còn nhỏ mà. Còn nhỏ, khi Doãn Kiệt được 2 tuổi, nó đã biết chạy rồi, biết giật lấy khẩu súng của anh. Nhưng còn thằng này, suốt ngày chỉ biết khóc. Vì vậy, ảnh đã mời đại phu để khám thử. Sao hả đại phu? Quý công tử của anh điều kiện thiếu thốn, bẩm sinh thiếu năng, mai mốt khi lớn lên cũng sẽ như vậy, tôi đành hết cách thôi. Con người anh hai quá coi trọng sĩ diện. Khi đó ảnh khá bực bội, cảm thấy rồng sinh rồng, phượng theo phượng. Ảnh dũng cảm thiện chiến, anh minh thần võ, sao có thể sinh ra thằng con suốt ngày chỉ biết khóc thôi.
Nếu để người khác biết, tương lai làm gì còn mặt mũi dẫn dắt binh sĩ. Lúc đó nhất định bị mai một lương tâm, nên mới nghĩ bậy, nhờ phó đội trưởng gửi con đi nơi khác. Phó đội trưởng đó đã gửi con đến một hộ gia đình đàng hoàng để nuôi dưỡng. Gia đình đó mang họ Đường, tên là Đường Hạc Niên. Đường Hạc Niên, chú Hạc Niên, tức là ba của Nhã Viên, chú rất thương tôi. Anh hai vì muốn bù đắp cho con, từ khi ảnh lên nhậm chức thị trưởng Quảng Châu, đã phê chuẩn rất nhiều quyền chuyên hữu kinh doanh cho Đường gia, chính là hy vọng con cả đời không phải lo nghĩ. Chẳng trách, công việc kinh doanh của Đường gia ở Quảng Châu có thể tiến hành thuận buồm xuôi gió. Trải qua bao nhiêu năm, anh hai cường quý không đề cập gì đến con. Chính vì đã dồn rất nhiều tâm huyết lên người của Doãn Kiệt, cho rằng chỉ cần đứa con trai này là đủ. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Doãn Kiệt nó, khi nhớ lại, Kim Điếu Thống quả thật đã đoán rất đúng. Trong đời của Quỳnh nhất định sẽ có con trai. Người được nhắc đến chính là con. Ngày hôm đó, ảnh đưa ra quyết định này vì là người dẫn đầu của mấy trăm ngàn đại quân. Thời cuộc chưa vững, đương nhiên ảnh phải ưu tiên quân quy. Mới quyết định vô cùng sai lầm, anh hai đã rất áy náy. Lần này có lẽ do ý trời, tình thần khó rời báo mũ. Ông trời đã sắp đặt muốn hai cha con được gặp lại. Thị trưởng. Anh hai, anh coi em đã dẫn ai tới nè. Là Thế Kiệt. Thế Kiệt đó. Thế Kiệt, qua đi, tới gần cho ba nhìn kỹ hơn. Qua đi con. Lớn khôn rồi, con ngoan của ba. Con lớn rồi có nhiều thay đổi, Thế Kiệt đó khác nhiều lắm. Anh nhìn nó xem, tướng mạo đường đường là một nhân tài, tính tình lương thiện, bụng dạ cũng rất tốt nữa. So với bộ dạng hay khóc hồi nhỏ, hoàn toàn khác hẳn. Thật sao? Lúc nãy chị Mỹ Linh đã kể hết đầu đuôi cho anh nghe. Thế Kiệt, ba xin lỗi, ba có lỗi với con. Con sẽ tha thứ cho ba chứ. Ba muốn được chính tay nghe con gọi một tiếng ba. Gọi đi. Hả? Gọi đi, con hãy gọi ba. Nè. Sao em nói nó khác hẳn hồi nhỏ? Dạ phải, đúng là khác hẳn rồi. Thế Kiệt, gọi đi, gọi tiếng ba đi. Thị trưởng, ngài đã nhìn tôi rất lâu. Đúng là bị con làm giật mình. Ba còn tưởng con vẫn chưa bình phục. Còn gọi thị trưởng gì nữa? Gọi một tiếng ba. Tôi biết mọi người không gạt tôi, nhưng mà trong nhất thời báo cho tôi biết là ba tôi vẫn còn sống, lại là thị trưởng. Tôi thấy cả chuyện này thì khó tưởng tượng, trong một lúc mà khó chấp nhận được. Mọi người hãy cho tôi một chút thời gian. Thị trưởng, ba. Ngài thị trưởng ba, nghĩa là ba rồi, nó gọi ba rồi đó. Cách biệt đã nhiều năm, cuối cùng ba cũng được nghe con chính miệng gọi một tiếng ba. Ba rất mừng. Con à con, tuổi tác ba đã cao, rốt cuộc bây giờ chúng ta nhận lại nhau thì ba có thể yên tâm giao lại phố Quảng Châu cho con cai trị thiệt tốt. Thị trưởng đại nhân ba à, con không thể cai trị Quảng Châu được, con làm không được, con không thể cai trị đâu. Con là con trai của ba, chức vị thị trưởng này đương nhiên sẽ do con tiếp quản. Tạm thời con có thể không cần gọi ba là ba. Chuyện kế nhiệm chức vị thị trưởng thì con không được từ chối. Con chị Mỹ Linh, hay là chị nói với thị trưởng, ba con
bằng bà một lần nữa. Thật lòng rất khó làm thị trưởng. Thế Kiệt, cô cũng hiểu, sự việc quá đột ngột, nhất thời tâm trạng còn bối rối, dĩ nhiên rất khó tiếp nhận. Nè, mọi người sẽ cho con thời gian, nhưng đây là di nguyện của ba con, nên con đừng làm trái ý nha. Nhưng con không biết, lại không hề có kinh nghiệm điều quân khiển tướng, ngay cả nhà bếp nhỏ nhoi cũng lo không xong, thì sao có thể tiếp nhận chức thị trưởng? Nhị thiếu gia, khi mà anh tiếp nhận chức thị trưởng, có cái gì không thông hay là không hiểu, có cả đám thuộc hạ giúp cho anh mà. Nhưng mà chúng tôi biết, bây giờ anh có nhiều việc riêng phải giải quyết, nếu như có thể giúp gì cứ lên tiếng kêu chúng tôi làm. Tôi nè, hay là vậy, chờ sau khi con ổn thỏa việc riêng mới từ từ bàn tính chi tiết liên quan nhậm chức. Không, nhưng mà con, cô phải vào trong lo cho ba con, cứ vậy đi hả? Con, nếu vậy tôi sẽ đưa anh về. Mời. Đã nói rất quan trọng quá. Đúng rồi. Ý, vậy rồi kìa. Lễ hòa, lễ hòa, lễ hòa, lễ hòa gì chứ. Mai mốt á, đổi cách xưng hô gọi là anh Uông nghe chưa? Mọi người nghe đây, anh Uông á sẽ là người kế nhiệm chức thị trưởng kỳ sau. Hai từ lễ hòa chỉ có trưởng mới được gọi thôi. Mọi người phải biết phân biệt lớn nhỏ, có biết chưa? Lễ hòa, lễ hòa. Tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho anh rồi. Toàn bộ đều là những món ăn anh thích. Để chúc mừng cha con của anh đoàn tụ. Mời ngồi. Tôi không ăn cà tím. Hả? Còn nữa, hễ tôi ăn tôm, cả người bị dớn nổi mẩn đỏ. Thầy Thiệu Nghiệp. Hả? Thầy và con làm cái gì đây? Thiệt là con với Lễ Hòa là bạn thân mười mấy năm, vậy mà cũng quên à? Phải ha. Thầy và thiệt đúng là nhất thời lãng chí. Anh nè Lễ Hòa, nếu không thích ăn, một lát chú đưa con đi ăn mấy món ngon khác, còn có mấy cô gái càng đẹp hơn nữa. Bộ điên hả? Anh tưởng Lễ Hòa cũng giống như anh sao? Thầy. Lễ Hòa, căn phòng nhỏ con thường ngày ở, gió bắc thổi mạnh lắm đó. Ừ, đúng hay là vậy, lát nữa cô dặn người làm dọn dẹp lầu 2, con dọn lên ở đi. Không cần, con ở phòng cũ quen rồi. Trước đây cô hai thường ngày nói là con không ăn hội đường, cho nên đừng bao giờ tới lui ở trên lầu 2, như vậy sẽ bất tiện lắm. Hay dạ. Hay, những chuyện trước đây cô từng nói, con cứ quên sạch hết đi nha. Quên sạch hết đi, quên đi. Con họ Tống cũng được, hay họ Uông cũng được, tóm lại chúng ta mãi mãi là người một nhà. Phải rồi, người một nhà mà. Năm thứ nhất, hoàng kỳ qua khứ thất thất, niên niên có hôm nay cái xuân trùng, chỉnh đâu cái thất. Nhất đến thứ nhì, chúc bạn có thể, mọi sự như ý, ngày ngày như sự, vẫn đa đi, vẫn đa đi. Say sorry, chết khẩu đâu không phải đấu khí. Bạn chầu ngon ngon chầu, bạn rồi chầu niên thứ tư. 所有贵人托你冲六七，以后每一个节日祝你假期当落日。句句噱头又称心，提醒你运气福气就近。拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神。个个笑容又够真，纯真嘅面相一笑合衬。老友过年大变身，有我陪你发奋。恭祝你在这新春内可相存，让世间。